Anh Phong à, ba gọi anh lên muốn gặp anh. Ba tỉnh rồi sao? Ừ. Ba. Ba. Ba thấy sao rồi ba? Ba không có sao đâu. Phong vẫn ổn phải không? Vẫn an toàn chứ hả? Con xin lỗi ba. Ba gặp chuyện như vậy cũng đều tại con. Ba đã nói không sao mà. Dù bị nặng hơn như vậy thì ba cũng chịu được. Chỉ cần Phong an toàn là được rồi. Phong à, ba xin con đó hả? Hãy tin ba đi mà. Nhưng mà con... Phong à, mình về nhà đi. Mau về đi con à. Có phải là anh Phát đang cầu hôn Me không? Đúng vậy. Anh đang cầu hôn Me đó. Anh xin lỗi vì nhân lúc Me ngủ để đeo nhẫn cho Me. Thực ra thì anh sợ, sợ là Me sẽ từ chối anh. Như vậy không phải quá nhanh sao anh? Không đâu Me à. Đối với anh, như vậy là quá muộn rồi. Không có gì đâu, anh sẽ không hối thúc Me đâu. Nếu như Me có từ chối anh cũng hiểu được mà. Anh chỉ muốn nói cho Me biết là chiếc nhẫn này anh đã chọn rất cẩn thận. Cho dù Me từ chối thì đây vẫn sẽ là chiếc nhẫn đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời của anh. Nó cũng giống như tình yêu mà anh Phát dành cho Me. Đó chính là tình yêu đầu tiên và cũng sẽ là tình yêu duy nhất của anh.
Em Mê à, kết hôn với anh Phát nha. Chị Me, xảy ra chuyện gì vậy chị? Rồi người bị bắn như thế nào rồi? Con hỏi làm gì chứ? Đó đâu phải người thân của chúng ta đâu. Cái mà con cần hỏi chính là ai sẽ là người trả tiền cho tất cả những thiệt hại khi có người đến nổ súng ở nhà chúng ta? Lần trước là tại Phát đúng không? Lần này cũng tại nó nữa đúng không? Mẹ, đủ rồi đó. Nếu mẹ say thì đi ngủ đi mẹ. Không cần đâu chị. Dù sao mẹ cũng chờ để nói chuyện với chị rồi mà. Nếu không có gì làm tổn thương chị hơn được nữa thì sao hả mẹ? Mẹ muốn nói gì thì nói đi. Vừa nãy mẹ nghe được là người thân của nó cũng không chấp nhận con. Nếu mẹ nói đúng là như vậy thì chắc là mẹ sẽ vui mừng lắm, có đúng không? Không chỉ là vui mừng mà sẽ uống rượu để ăn mừng. Mẹ hỏi thật mẹ nha, tại sao mẹ lại ghét anh Phát chứ? Là tại vì anh Phát là cháu của bà Palisa và mẹ ghét bà ấy, hay là mẹ ghét anh Phát chỉ vì nhiêu đây thôi? Chuyện đó thì con không cần biết. Con chỉ cần biết rằng kiếp này mẹ sẽ không bao giờ để con qua lại với thằng Phát. Vậy là đủ. Mẹ hỏi như vậy là vì hiện giờ anh Phát cũng có xích mích với bà Palisa mà. Mẹ không quan tâm là họ có vấn đề gì, vì dù thế nào họ cũng là họ hàng của nhau. Nhưng không phải con. Dù cho thằng Phát yêu con nhiều như thế nào, nhưng có một ngày nào đó lỡ xảy ra chuyện gì thì nó cũng chọn họ hàng chứ không phải là con đâu. Mẹ biết là cuộc đời của mẹ toàn gặp chuyện xui xẻo thôi, tới mức mà mẹ không tin rằng trên đời này còn chuyện tình yêu đẹp nữa. Nhưng mà ít ra mẹ cũng từng nhận được tình yêu của ba mà. Trong khi ba biết mẹ đã từng trải qua tất cả những chuyện gì, trong khi ba biết có thể rằng mẹ không phải là con của ba, nhưng ba cũng yêu mẹ và thương mẹ mà. Mày tỉnh lại đi. Cái tình yêu mà mày hy vọng không bao giờ xảy ra đâu. Vì tao cũng đã từng nghĩ rằng tình yêu chân thành sẽ chiến thắng được tất cả mọi thứ. Cho dù tao là loại đàn bà thấp hèn thì tao cũng có quyền yêu một người đàn ông tốt như ba mày. Nhưng cuối cùng thì sao? Khi ba mày chết đi, cuộc đời của tao và mày như thế nào? Mày còn nhớ hay không? Tao bị mọi người giẫm đạp, chìm sâu xuống đất không cất đầu lên nổi, mày có nhớ không? Tóm lại là mẹ không chịu để cho mẹ yêu anh Phát là vì mẹ sợ bà Palisa, có phải không? Sao mẹ nói không sợ bà ta nữa mà? Lúc mẹ mới vào ngành giải trí,
Mẹ nói là nếu mẹ nổi tiếng, mẹ làm cho mẹ giàu có thì mình không cần sợ bà ta nữa mà. Nhưng cuối cùng mẹ cấm cản mẹ cũng là vì mẹ sợ quyền lực của bà ta, có phải không? Mẹ không hiểu gì hết. Mẹ không hề hiểu. Tao đã bước qua cái gọi là quyền lực hấp dẫn gì đó của con ba Lisa đó rồi. Vậy tại sao mẹ lại làm như vậy với mẹ? Vì mẹ sẽ không được hạnh phúc. Nếu như họ hàng người thân của người mẹ yêu ghét cay ghét đắng mày, dù cho mày trốn đi nơi khác thì họ cũng có thể truy lùng và giết tụi mày. Mày không thấy sao? Bọn họ giết lẫn nhau như vậy thì mày có là gì đâu? Cuộc đời mày sẽ còn lại cái gì? Mày sẽ thoát được sao? Mày nghĩ mày thoát được sao? Chính là đây sao? Đây chính là lý do của mẹ sao? Phải, lý do của tao đó. Dù cho tao là một người mẹ ngu ngốc, nhưng tao cũng cố gắng làm mọi việc vì con của tao. Dù cho mọi người có coi tao là người mẹ xấu xa, chỉ toàn nghĩ những điều ngu ngốc, là đồ ngu, chỉ muốn bán con mình đi, nhưng tao chỉ muốn tụi mày có được cuộc sống tốt và an nhàn. Mày có hiểu không? Dù cho mày không muốn gọi tao là mẹ thì mặc kệ mày. Mày không để tang cho tao thì tao cũng không quan tâm. Nhưng mày nhớ lấy, tao sẽ không bao giờ để cho mày yêu bác đâu. Không bao giờ. Bởi vì tao không muốn cuộc đời của mày giống như tao. Mày có thấy họ hàng người thân của nó bám theo tao trả thù tới mức nào hay không? Cuối cùng thì sao? Mày cũng phải uống rượu và trở thành kẻ nát rượu giống như tao. Tao không muốn vậy. Tao không muốn. Tao không muốn vậy. Được rồi mẹ, mẹ sẽ làm theo ý của mẹ muốn. Ý chị mẹ là sao vậy? Bây giờ mẹ muốn cái gì thì mẹ sẽ làm tất cả. Nhưng mà mẹ không được cấm mẹ uống rượu. Chị đã quá muộn rồi mẹ à. Chị mẹ, chị mẹ đợi cho em với chị mẹ. Chị mẹ ơi, chị mẹ, chị mẹ à. Chị mẹ, chị mẹ à, chị mẹ, chị mẹ, chị mẹ mở cửa cho em đi bà. Chị mẹ, em xin chị đó, mở cửa cho em đi bà. Chị mẹ, em xin chị mà. Chị mẹ à, chị mẹ không nhớ là đã từng hứa với em sao? Dù cho chị có gặp chuyện gì đi nữa thì Jen cũng chỉ xin ôm chị thôi mà. Dù Jen không giúp được gì cho chị hết. Chị mẹ à, chị mẹ, Jen chỉ xin một điều duy nhất thôi. Chị đừng dựa dẫm vào rượu với mẹ có được không chị? Chị mẹ à, chị mẹ, chị mẹ, mở cửa cho em đi bà. Chị mẹ, chị mẹ, em xin chị đó. Chị mẹ à, chị mẹ mở cửa cho em đi bà. Chị, you
mẹ xin lỗi con. Tất cả những điều mẹ làm là vì mẹ không muốn con giống như mẹ. Nhưng mẹ ngu ngốc, mẹ chỉ làm được như vậy thôi. Mẹ xin lỗi con. Mẹ xin lỗi con nhiều nha mẹ. Mẹ xin lỗi. Mẹ, mẹ yêu con mẹ. Mẹ yêu con. Là mẹ hả? Đã lâu em không đến đây rồi. Nơi này vẫn đẹp như xưa ha. Không giống như xưa đâu. Lần trước mẹ đến đây, cây chỗ đó vẫn còn nhỏ. Bây giờ thì em nhìn xem. Đúng rồi ha. Mẹ không để ý gì hết trơn á. Không sao đâu mẹ. Không có nhiều người để ý là cây cối trưởng thành hay nhỏ bé như thế nào. Ngoại trừ người chăm sóc nó, nhìn nó thì mới biết thôi. Và không chỉ nó phát triển không đâu, mà còn biết là nó cảm thấy thế nào nữa. Vậy bây giờ thì nó đang cảm thấy như thế nào hả anh? Nó cảm thấy không được tốt. Bởi vì mẹ chưa từng đến tìm anh mà không báo trước như vậy. Dì mẹ... Mẹ đừng có nói là mẹ nhớ anh nha. Anh chăm sóc cái cây này cũng lâu rồi. Anh biết là nếu mẹ không có chuyện gì thì mẹ cũng sẽ không đến như vậy đâu. Đã có chuyện gì vậy mẹ? Hay là chuyện của mẹ mẹ? Hay là chuyện của anh ấy? Nơi này càng nhìn càng đẹp đúng không anh? Lại yên tĩnh nữa. Anh Gió có thể cho mẹ thuê một phòng có được không? Mẹ xin được đến đây ở. Mẹ lại khéo đùa nữa rồi. Anh Gió từng xin mẹ một cơ hội mà, để chúng ta có thể mở lòng tìm hiểu nhau. Không phải là giới tư cách, anh trai hay là bạn bè. Anh Gió có còn cần cơ hội đó nữa hay không? Cậu Phan ơi, đây là những anh Phong tặng cho cô Me mà. Anh chạy tìm thấy ở đâu vậy? Tôi tìm thấy nó bên cạnh chậu hoa hồng. Mình có nên nói với anh Phong hay không? Ba không cần lo đâu. Con chắc chắn sẽ không để ba phải đau một cách vô ích đâu.
Nhưng Phong phải để cho bà xử lý tất cả mọi chuyện thay cho Phong. Bà tỉnh lại rồi sao? Bà thấy sao rồi? Bà sẽ không chấp nhận để cho Phong mạo hiểm nữa. Phong nói rằng có bằng chứng từ cậu Pháp. Đem đến cho bà đi. Chính bà sẽ xử lý bà Lisa. Mau đưa hết tất cả những chứng cứ cho bà đi. Còn Phong dẫn Metheny đi kết hôn đi hả? Bà chấp thuận cho Phong và Metheny sang Mỹ. Bà nói gì? Bà tỉnh lại rồi sao? Ừ. Tình trạng thế nào rồi ba? Đã khỏe hơn chưa vậy? Cũng khỏe con. Nhưng vết thương còn đau một chút xíu. Vậy để con xem vết thương cho ba. Anh Phong à, em có chút chuyện muốn nói với anh. Được rồi. Phong Sa Thôn. Anh giáo từng xin em một cơ hội mà, để chúng ta có thể mở lòng tìm hiểu nhau. Không phải là giới tư cách, anh trai hay là bạn bè, anh giáo có còn cần cơ hội đó nữa hay không? Mẹ đang nói gì vậy? Em không thể đem chuyện này ra nói đùa được đâu mẹ à. Mẹ không hề nói đùa đâu anh. Vậy mẹ chắc chắn là sẽ xem anh hơn bạn bè hay sao? Có phải như vậy không? Mẹ đã chắc chắn sẽ xem anh hơn anh trai của mình sao? Mẹ... Đã xảy ra chuyện gì chứ? Tại sao lại làm như vậy với anh? Mẹ xin lỗi anh nha. Mẹ muốn anh giúp đỡ chuyện gì thì cứ nói thẳng với anh đi. Không có gì đâu anh Giót. Mẹ lại suy nghĩ ngu ngốc, không kịp nghĩ đến cảm nhận của anh Giót. Mẹ thật sự xin lỗi anh nha. Bây giờ thì mẹ để ý đến cảm nhận của anh rồi. Vậy thì mẹ muốn anh giúp mẹ chuyện gì đây? Mẹ cứ nói ra đi mẹ. Đừng để anh lo cho mẹ hơn nữa. Anh xin em đó. Chuyện là mẹ muốn nhờ anh Giót giúp giữ mẹ lại, đừng để mẹ quay lại kiếm anh ấy nữa được không? Vậy tại sao mẹ không muốn quay lại gặp anh ta chứ? Mẹ không yêu anh ta nữa sao? Thì tại vì mẹ yêu anh ấy. Mẹ rất yêu anh ấy, nên mẹ mới làm tất cả mọi cách để anh ấy có thể rời xa mẹ, là vì sự an toàn của anh ấy. Anh Giót, anh có thể giúp mẹ không? Anh ta gọi đến phải không mẹ? Dạ. Nhưng mà mẹ không nghe rồi anh ấy cũng sẽ tự tắt thôi. Mẹ uống một chút rượu có được không anh? Việc uống rượu không phải là cách giải quyết vấn đề đâu mẹ à. Mẹ uống rượu không phải để giải quyết vấn đề đâu. Nhưng mẹ muốn trốn tránh vấn đề, uống để quên đi mọi chuyện như trước đây sao? Nhưng lúc hết say thì vấn đề lại quay lại như cũ, không chừng lại còn nhiều hơn trước nữa. Vì vậy đừng uống nữa mẹ, và quay về nói chuyện với anh ta đi. Cho mẹ uống đi mà anh Giót. Mẹ à, mẹ nghĩ là chuyện trốn tránh anh ta, ngừng liên lạc với anh ta thì sẽ làm cho anh ta rời xa mẹ thật hay sao? Anh không nghĩ như vậy đâu.
Alo, sao vậy anh? Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu vậy? Về nhà trước được không hả? Phan à, Phan thấy chiếc nhẫn này lúc nào vậy? Anh trai nói là có thấy sáng nay. Hôm nay mẹ không tới đây. Cô nghĩ là mẹ đã để nó ở đây từ hôm qua. Hôm qua anh gọi cô ấy không bắt máy. Anh cũng đang bận lòng chuyện của ba. Có phải anh Phong đang nghĩ rằng... Em đi ra một chút đi. Tao đã nói là không cho. Từ trước tới nay, con nhỏ Phan Đao này chưa từng chăm sóc con. Sao giờ con lại đến sống với nó chứ? Nếu như con muốn đóng phim thì mẹ sẽ tự chăm lo cho con. Tôi cũng không có cho phép đâu. Trước giờ cô chưa từng thấy giá trị của Trang mà. Cô chỉ muốn nhốt nó trong nhà thôi. Suốt ngày chỉ để nó chạy theo con me mà thôi. Đến lúc này đây, khi mà Trang sắp có công việc tốt rồi, sắp được nổi tiếng rồi, thì cô mới nhìn thấy giá trị của con bé sao? Đã vậy còn tranh giành quản lý công việc của con bé nữa. Có chuyện tốt vậy sao Manthana? Chờ một chút đi, ồn quá à. Trang à, anh nghĩ là Trang chờ mẹ về đã. Mẹ sắp về đến rồi. Không sao đâu anh Luat. Đó là công việc của Trang, là cuộc sống của Trang. Trang không cần phải nhờ chị Mẹ quyết định đâu. Chúng ta đi thôi. Nè 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 nè. Nếu con vẫn quyết định đi với con nhỏ Phan Đao này thì mẹ sẽ theo con đi đến trường quay để làm loạn. Mẹ sẽ không cho con cơ hội tiếp tục đóng phim nữa. Mẹ buông con ra đi. Con chịu đựng ở nhà này lâu lắm rồi. Con muốn có cuộc sống tự do đó mẹ. Mẹ từng giam cầm con hồi nào? Mẹ dẫn cho con tự do mà. Nếu con muốn được đóng phim thì cứ nói với mẹ. Mẹ có bao giờ cấm con đâu. Lúc nào mẹ cũng ủng hộ con mà. Mẹ dám nói là mẹ ủng hộ con sao? Mẹ đã cấm con và kêu con phải biết an phận nữa kìa. Từ lúc còn nhỏ, mẹ luôn nói con không làm gì được. Con không có khả năng, con không thể làm được như chị Me. Bây giờ, con sẽ cho mẹ thấy là con cũng làm được không khác gì chị Me đâu. Nè, mẹ buông con ra đi. Ôi, trời ơi, nè. Trang, tại sao em làm như vậy với mẹ? Bởi vì mẹ của cô làm như vậy với em cô trước đó. Nè, bây giờ em gái cô chịu đựng không nổi nữa rồi nên mới gọi cho tôi và ra sức cầu xin tôi. Giờ tôi sắp xếp lịch công việc. Hôm nay con bé muốn tôi đón nó về sống cùng đó. Thật sao chứ? Nè, tôi vừa mới nói cái gì cô không nghe hả? Cô còn hỏi lại em gái của cô làm chi nữa? Gì vậy? Cô uống rượu sao? Người hôi mùi rượu quá đi. Ôi trời, hôi như mẹ cô vậy đó. Ý. Ờ, nè. Thôi mà bác. Trang, chị hỏi em có nghe không hả? Tại sao lại chuyển đến cùng với cô Đao? Trang cũng biết là cô Đao đã làm gì với chúng ta mà. Tại sao Trang lại làm như vậy? Trang không muốn làm kẻ vô dụng nữa. Nếu như Trang tiếp tục ở trong ngôi nhà này thì mẹ sẽ điều khiển Trang và kêu Trang làm cái này làm cái kia. Rồi cuối cùng sao hả chị Mẹ? Mẹ sẽ đem bán em giống như vậy thôi. Con nhỏ chị này. Nè. Nè, đừng có làm gì cháu gái của tôi. Dừng lại đó. Cô không hề biết rằng con gái của cô nghĩ như thế nào, cảm thấy ra sao về người mẹ như cô hả? Tôi từng nói rồi, trên thế giới này chỉ có một người duy nhất mắt mù khi thấy cô là người tốt thôi, đó chính là anh trai của tôi. Còn lại thì người ta biết bản chất của cô hết rồi mà anh Thana. Mẹ, dừng lại đi, đủ rồi đó. Để mẹ xử lý cho. Trang, nếu Trang đóng phim thì chị không ý kiến gì đâu. Nhưng Trang phải để anh Luat làm quản lý của Trang. Nếu em để anh Luat làm quản lý thì em sẽ không thể tránh khỏi được chị. Em không muốn dựa dẫm vào ai nữa. Em muốn tự mình trưởng thành. Đi thôi cô Đao. Trang, dừng lại. Trang. Trang. Nếu chị không nghe chị nói thì Trang không được đi đâu hết. Vậy chị Me thì sao? Lúc người ta nói chị thì chị có nghe hay không? Sao Trang lại ăn nói như vậy với chị? Chị thôi đi. Đừng lấy cuộc đời của chị ra để so sánh với em nữa. Trang nói cái gì hả? Em biết là em không giỏi như chị, nhưng em cũng không phải là đứa trẻ để mẹ với chị nhốt em ở nhà mãi như vậy được. Chị có ước mơ, em cũng có vậy. Sao em lại không thể thực hiện ước mơ của mình được chứ? Trang, chị không xen vào công việc của Trang. Cái chị để ý là mối quan hệ khác giới của Trang đó. Chị có quyền xen vào chuyện này luôn sao? Đến cả cuộc sống của chị, chị còn không xử lý được nữa mà.
em nói lại lần nữa coi chen. Lúc mới đầu em đã cố gắng nghĩ rằng tin đồn của chị với những người đàn ông đó đều không phải sự thật. Nhưng khi chen thấy chị như vậy thì em lại nghĩ rằng nếu không có gì sao lại có tin tức được chứ. Tóm lại là trước giờ thì Chen chưa từng hiểu con người của chị gái mình, đúng không? Chị đã biết rõ trong lòng rồi thì đừng bắt em phải nói ra. Ban ngày thì ở với người này, ban đêm thì lại ở với người khác. Chị đánh em sao? Đúng rồi, ai cũng có thể xem thường chị hết, nhưng tuyệt đối không thể là em gái chị được. Vậy thì chị đừng xem vào cuộc sống của em nữa. Không phải chị từng nói với em là gánh nặng của chị sao? Nên em đã cố gắng tự lo cho bản thân để không còn là gánh nặng của chị nữa. Em sẽ tới sống với cô đâu. Nè, dừng lại đi Chen. Cô mới là người nên dừng lại đó. Nếu muốn Chen được sống sung sướng thì cô nên để nó đi đi. Nếu không thì nó cũng sẽ rơi vào địa ngục như hai người thôi. Còn phải đau này. Nè, chết. Thôi mày bác. Tao biết rõ tại sao mày muốn đưa Chen đi rồi. Vì cậu Pháp không thèm mày chứ gì. Khi cậu Pháp chết có tin tức nói là cậu ta muốn có được con bé Me, cho nên mày muốn đạp con bé xuống đất để trả thù, có đúng không? Mày đúng là buồn cười. Tao không hề thù hận cái gì hết. Bởi vì theo tin tức tao được biết thì bây giờ con gái của mày sắp sụp đổ rồi. Chính vì cái miệng ăn nói ngu ngốc của mày đó. Mày nói về chuyện chị Palisa, mày chuẩn bị nhận nghiệp chứ từ miệng của mày đi. Đồ điên. Đi thôi. Không được đi. Không được đi Chen. Nè Chen. Khoan đã. Chị dẹp mẹ để em đi được hay không? Chen à, buông em ra. Mẹ, bình tĩnh đi. Bình tĩnh đi mẹ. Chen à, bình tĩnh rồi nói chuyện sẽ tốt hơn. Chuyện chưa từng làm như vậy. Em ấy đang tin sai người rồi. Đừng xí vào mà. Nè, nè. Mẹ. Mẹ à. Mẹ. Bác à, trời ơi bác. Bác ơi. Ê, tôi xin bác đó bác vào xe đợi đi. Mẹ không có bị gì nhiều đâu, chỉ bị rách da đầu thôi à. Tôi sẽ chăm sóc cho mẹ mà. Cậu muốn gì? Tôi đến gặp con tôi không được sao? Bởi vì bây giờ bác nổi tiếng không thua kém gì mẹ đó. Khi bác phỏng vấn với phóng viên, bác nói rằng anh Phong Sathon là cháu của bà Palisa. Bác không nhớ gì hết hả? Đi thôi, quay lại xe trước đã. Nè, tôi đã nói là tôi không đi mà. Tôi sẽ đi vào gặp mẹ. Tôi không có cho bác đi đâu. Bác đừng nghĩ là tôi không hiểu bác nha. Bác muốn đi vào gặp mẹ không phải vì lo lắng cho mẹ. Bác muốn đi để chửi anh Phong Sathon, trong khi anh ấy là người cứu và đưa mẹ vào bệnh viện. Thì sao? Muốn tôi quỳ lại cảm ơn cậu ta sao? Tôi lại cũng không sao hết. Nhưng tôi sẽ lại khi cậu ta biến khỏi cuộc đời của con mẹ. Có hiểu không? À, nè. Cô mau ra xe chờ đi. Nếu không muốn mẹ lên tin tức nhiều hơn nữa. Người khiến cho mẹ lên tin tức chính là cậu. Kể từ khi cậu bước chân vào cuộc sống của con mẹ thì con bé toàn gặp vấn đề xấu. Tôi nghĩ là đến trước hay là đến sau thì cuộc sống của mẹ cũng xui xẻo như vậy rồi, không phải sao? Cấm miệng lại giùm đi đùa. Bây giờ có phải là lúc cậu đến cắn tôi không? Tôi đang nói chuyện nghiêm túc. Thời gian trước, cuộc sống của mẹ có vấn đề là thật, nhưng mà không đến mức nguy hiểm đến tính mạng, gặp phải súng đạn như những ngày này. Bác gái, đây là bệnh viện kia mà, người ta có quy định là nó nhỏ. Bác quay lại xe chờ giùm cái đi. Và tôi đã từng nói với cậu rồi, có đúng không? Nếu như cậu đã đi rồi thì không cần quay về. Bởi vì chính cậu là người đã khiến mẹ gặp vấn đề từ lúc còn nhỏ cho đến bây giờ. Bác gái ơi, bác đừng có nói sẽ tốt hơn đó. Nếu như người khác nghe thấy thì mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn đó trời. Im đi. Bây giờ thì sao? Bây giờ tôi nghe mẹ nói là cậu cũng có vấn đề với cô của mình.
đến mức muốn giết nhau luôn đúng không? Đến bản thân cậu còn chưa chắc thoát được. Để tôi nói cho cậu nghe, nếu như cậu thật sự yêu con bé Me thì ngừng dính líu với con bé đi. Tôi biết và hiểu rất rõ rằng gia đình của tôi mang tới vấn đề cho cô và cả Me. Nhưng mà tôi tới là để giải quyết, để xử lý vấn đề này, để việc đó sẽ không xảy ra nữa. Dù cho anh có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa thì anh cũng không thể xử lý được đâu. Anh Phong sao thon à? Mẹ có bị thương chỗ nào không? Bây giờ mẹ thấy sao rồi? Cảm ơn cậu Phan nha, vì đã chăm sóc tôi. Dù sao thì mẹ cũng xin cậu Phan là đưa anh trai của cậu về nhà giúp mẹ đi, và đừng để anh ta làm phiền mẹ nữa. Mẹ, sao lại nói như vậy? Hai chúng ta là gì của nhau? Hai chúng ta đã lên kế hoạch gì cho tương lai hả? Mẹ quên rồi hay sao? Vậy chắc là anh vẫn chưa thấy món đồ mà mẹ để lại đúng không? Thấy chứ, anh thấy rồi, cho nên anh mới mang nó tới cho mẹ. Đâu rồi? Chiếc nhẫn này là của em. Em muốn làm gì với nó cũng được, có đúng không anh? Mẹ, anh nghĩ là mẹ nhanh chóng rời khỏi đây thì hơn á. Người của anh báo là phóng viên đứng đợi mẹ ở ngoài cổng bệnh viện đông kín luôn, vì có tin đồn rằng mẹ say xỉn lái xe rồi gây tai nạn. Mẹ, đứng chờ nó đi. Tôi tin chắc là nó đã uống say rồi nên mới lái xe gây tai nạn như vậy. Nè, viết tin về chuyện nó say rượu rồi tung lên đi nha. Dù nhỏ mẹ không cho phỏng vấn đi chăng nữa thì cũng phải làm tin đó nổi lên cho bằng được, và làm càng lớn càng tốt nghe chưa. Lượt xem trên page của chúng ta sẽ tăng lên cao, có hiểu không? Cô đau à? Ngồi xuống đây con. Chuyện mà cô đau nói là sẽ cho con nhận nhiều vai diễn hơn á, con sẽ đi diễn vào ngày nào vậy cô?